xin trở về hồi lời xin tha thứ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ bảy, theo truyền thống tốt đẹp, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Maria. Mẹ là mẹ của Thiên Chúa và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Chúng ta xin mẹ luôn dõi mắt nhìn theo mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống. Để rồi có những lúc đau buồn, khổ đau, những lúc chúng ta cảm thấy yếu niềm tin, thì xin Đức Mẹ cũng hãy nói với Chúa rằng là họ đang thiếu niềm tin, họ đang đau khổ đó. Con hãy ban ơn cho họ, để cho họ luôn sống tốt trong tư cách là con cái của Thiên Chúa. Chính vì thế, mỗi người chúng ta hãy dâng lên Mẹ một niềm tôn kính thẳm sâu. Trong lễ ngày hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anton, Joan, Jose, Maria, các linh hồn. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ này. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria thì được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là cả toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, mà còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ê-phra-im. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến ngày lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy, dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể về một ông lão. Ông ấy có một chiếc xe ngựa, và trong xe ngựa đấy có một cái thùng. Thì một hôm ông ấy đi đến chợ để ông mua đồ. Thì khi vừa đến một cửa hàng thì ông nhảy xuống và ông ấy định chạy đâu mua rồi ông đi. Nhưng mà vừa nhảy xuống ngựa, vừa bước vào trong cửa hàng thì xe ngựa bắt đầu ngựa hí lên nó chạy.
Và ông hốt hoảng, ông dĩ theo con ngựa. Và khi dĩ túm được dây cương thì con ngựa nó hoảng quá, thì nó chạy lung tung vào trong chợ và kéo lê ông già đó chạy đi khắp phố phường. Và khi con ngựa đã được khống chế rồi thì người ta thấy là ông đã nằm thoi thóp, máu đi bê bết. Nhiều người xúm lại thì nói với ông rằng là: sao ông ơi, sao ông này đánh liều mạng sống của mình như vậy chỉ vì con ngựa và một cái thùng ở phía sau nó tồi tàn như thế? Thì lúc này ông không nói được, ông chỉ vào trong cái xe ngựa. Và khi người ta mở vô trong cái thùng của xe ngựa thì người ta thấy ở trong đó có một em bé. Và em bé ấy chính là con của ông. Cộng đoàn thân mến, qua câu chuyện thì chúng ta thấy được rằng là tình yêu mà của người cha hay người mẹ dành cho con lúc nào cũng lớn cả. Có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình mà không cần suy nghĩ gì. Thì hôm nay chúng ta đang chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Chúa chịu nạn và chịu chết và sống lại vì chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ cho con người là như thế đấy. Sẵn sàng hy sinh tha thứ tất cả tội lỗi cho con người. Chỉ cần con cái của người chính là chúng ta đó hoán cải và quay trở về với Thiên Chúa. Và đó là điều kiện mà Ngài luôn mong mỏi ở nơi mỗi người con cái. Và điểm thứ hai con muốn chia sẻ với cộng đoàn, đó là chúng ta thấy các người thượng tế và Pha-ri-siêu bản tính để giết Đức Giê-xu. Họ toan tính giết Đức Giê-xu là vì cái gì vậy? Là vì tư lợi riêng của nhóm người lợi ích này. Chúng ta cũng xin Chúa đói thương là người có thể biến tội thành phúc, có thể làm cho những đường lối toan tính của chúng ta thành một đường lối cứu độ. Chúng ta xin Chúa đánh tan những ý định xấu xa thấp hèn của chúng ta và làm cho chúng ta đừng sống như những người Pha-ri-siêu nữa, cũng đừng vì những lợi ích thấp hèn để mà chúng ta bàn kế hại người. Amen.